Ok, hello xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tùng. Thì hôm nay cái video này mình xin chia sẻ với những anh em người mới, những bạn đang tìm hiểu và đang học chạy quảng cáo Facebook, thì các bạn cần nắm rõ cho mình cái kiến thức căn bản. Đó chính là via và tài khoản quảng cáo. Các bạn nên tách biệt ra giúp mình, đó chính là via và tài khoản quảng cáo. Thì ở đây via là nick Facebook, hay các bạn có thể ví dụ nó là người lái xe chẳng hạn, người lái xe. Còn tài khoản quảng cáo nó là cái xe hay là phương tiện đó, phương tiện thì chúng ta phải sử dụng via để điều khiển cái phương tiện đấy để giúp chúng ta chạy quảng cáo, vậy dung nhỉ. Thì nó sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra đối với quảng cáo Facebook, đó chính là có trường hợp con via bị deny, tức là con via bị hạn chế quyền quảng cáo, tức là con via không thể làm siết cam được đó. Thì các bạn cần chú ý thì các bạn vẫn có thể sử dụng được tài khoản quảng cáo. Còn đối với tài khoản quảng cáo của VDI thì các bạn vẫn có thể sử dụng con via đấy check cam trên một tài khoản quảng cáo khác. Ví dụ có thể cho các bạn dễ hình dung. Đây đây nhá, mình sẽ vào và mọi cái phần liên quan đến quảng cáo Facebook thì các bạn hãy làm ơn là các bạn vào cái đường link là facebook.com và search account quality này. Mọi cái vấn đề về tài khoản quảng cáo, mọi vấn đề về fanpage, mọi vấn đề về việc các bạn hãy vào đây và kiểm tra giúp mình. Đó, các bạn dùng nhỉ, vào phần chất lượng tài khoản quảng cáo này. Đây là cái giao diện của chất lượng tài khoản quảng cáo, thì các bạn sẽ bấm vào cái phần tổng quan tài khoản này, thì các bạn sẽ thấy rằng ở phần bên trên này nó cách nhau một cái đoạn đen đen này. Phần bên trên này đó chính là cái phần tài khoản của quảng cáo cá nhân, còn phần bên dưới là tài khoản kinh doanh hay còn gọi là tài khoản của doanh nghiệp ấy. Thì ở đây chúng ta chưa bàn đến, chúng ta sẽ bàn về cái phần tài khoản quảng cáo cá nhân. Đó, thì đối với tài khoản quảng cáo cá nhân hay con via thì nó cũng nằm ở đây hết nhé các bạn nhé. Khi các bạn mua via về thì mặc định các bạn sẽ có con via, có cái nick Facebook để check quảng cáo và có tài khoản quảng cáo cá nhân của cái nick Facebook đấy, tức là các bạn vừa mua được xe vừa mua được người điều khiển, vậy dung nhỉ. Thì nếu như ở đây này, cái bên dưới cái dòng tên của cái con via của cái nick Facebook nó không có bị hạn chế quảng cáo thì các bạn vẫn sử dụng được con via này nhé các bạn nhé. Và ở trường hợp này thì đó chính là cái tài khoản quảng cáo nó bị deny, các bạn dùng nhận tài khoản quảng cáo bị deny, thì các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng cái con via này để đi xét quảng cáo ở trên tài khoản khác. Ví dụ ở đây mình có tài khoản quảng cáo doanh nghiệp và như này chứ nhỉ, thì cái con viên này nó vẫn được quyền xét ở trên tài khoản quảng cáo doanh nghiệp này, bởi vì hai cái tài khoản quảng cáo doanh nghiệp này nó chưa like, em hình dung nhỉ, nó chưa bị like thì nó vẫn xét được quảng cáo, được chưa. Còn nếu như để mình xem có cái ok, để đây mình sẽ mở cho anh em một cái Facebook đấy bị đai hết, bị đai hết cái quyền quảng cáo thì nó sẽ không chạy được quảng cáo. Ok anh em, ví dụ như đây là một con via. Đấy, con via này thì chúng ta sẽ vào phần chất lượng tài khoản quảng cáo xem. Mình sẽ vào phần chất lượng tài khoản quảng cáo để cho mọi người nhìn thấy là sự khác biệt giữa hai con. Đó. Ví dụ như ở đây. Đấy. Thì em thấy rằng là khả năng quảng cáo này của con via này bị hạn chế vĩnh viễn, hay là cái dòng bên dưới này, bên dưới cái dòng tên của con via nó có chữ là tài sản bị hạn chế, thì anh em lưu ý rằng trường hợp này thì chúng ta sẽ không thể nào dùng cái con via này để xét cam được nữa, được chưa. Nhưng mà nếu như nó còn cái tài khoản quảng cáo này thì chúng ta làm thế nào, được chưa. Nếu như chúng ta còn cái tài khoản quảng cáo này thì chúng ta sẽ làm thế nào để xử lý, thì khi cái con via này bị hạn chế thì đây nó sẽ báo chúng ta là không thể sử dụng và quản lý tài khoản quảng cáo, tức là chúng ta sẽ không thể share, không thể làm gì được hết đối với tài khoản này. Đấy, các bạn chỉ có thể tắt bật cái campaign ở trong cái tài khoản quảng cáo này thôi, các bạn chỉ có thể tắt bật được thôi. Vậy nên là khi các bạn chạy quảng cáo Facebook
đối với tài khoản cá nhân các bạn cần thêm cho mình thao tác như thế này. Ví dụ ở đây mình có một cái con via đây nhá, ví dụ và chất lượng tài quảng cáo này, mình có một cái con via là có full quyền, được chưa? Full quyền đây anh em nhé, full quyền tức là nó không bị hạn chế này, và có tài khoản quảng cáo cá nhân. Thì lúc này chúng ta sẽ phải làm cái gì? Chúng ta sẽ phải làm cái gì? Thứ nhất là các bạn sẽ bấm vào cái tài khoản này, các bạn copy cho mình cái ID của cái tài khoản quảng cáo cá nhân này, sau đó các bạn sẽ thêm nó vào một cái con VM, thêm nó vào con VM. Ví dụ mình sẽ thêm nó vào con VM VM này đi, đây là Tùng 2 nha anh em nhé, Tùng 2 này. Thì thêm như nào? Anh em sẽ vào phần cài đặt tài khoản quảng cáo của doanh nghiệp. Sau đó chúng ta sẽ click vào cái phần tài khoản quảng cáo. Anh em click vào phần thêm và yêu cầu truy cập, là anh em chọn một cái trang. Đó. Tiếp tục. Sau đó nếu như nó không có trang thì anh em tạo trang, anh em dán cái ID nó vào đây. Được chưa nhỉ? Dán cái ID nó vào đây và chúng ta ấn xác nhận. Đấy. Thì nó sẽ hiện ở đây, hiện cái tài khoản quảng cáo cá nhân ở trong cái tài khoản quảng cáo của doanh nghiệp này. Được chưa? Trường hợp cái con via nó bị đai nhưng cái BM này nó không đai, đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng ở phần cái người này, nếu như BM không đai thì chúng ta có thể lấy một hoặc hai cái quản trị viên này, chúng ta thêm một cái người khác vào, một con via khác vào, tất nhiên là con via đấy không bị hạn chế quảng cáo, khác vào, và sau đó chúng ta sẽ share tài khoản, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây cái con này nhá, cái con này có tên là cái tài khoản quảng cáo cá nhân của nó là Ake này, thì cái người dùng ở đây cái xăm vị cái tên là xác minh danh tính V1 này, nó chính là cái nick Facebook Ake. Còn cái quản trị viên tên là Đình Dầu này thì nó sẽ là không phải, đúng không ạ? Không phải. Thì chúng ta share như nào? Chúng ta sẽ vào tài quảng cáo này, chúng ta ấn thêm người. Ở đây các bạn sẽ thêm cho Lê Đình Dầu quyền đó. Thì cái con via có tên là Lê Đình Dầu này nó cũng được quyền xét quảng cáo ở trên cái tài khoản quảng cáo cá nhân này nhé. Thì đây mình sẽ mở cho anh em xem. Đây. Đó, đây nhá. Lê Đình Dầu này. Anh em nhá. Lê Đình Dầu này. Thì cái tài khoản quảng cáo cá nhân đấy nó sẽ không nằm ở tài khoản quảng cáo cá nhân của cái này đâu. Của thằng Lê Đình Dầu đâu, mà nó sẽ nằm ở trong cái phần doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp thì là doanh nghiệp này nó tên là Tùng 2 này. Đó, thì đây nó là đây, Ake này. Thì các bạn sẽ bấm vào. Đó. Thì đây là một cái cách quản lý phương tiện cho mình dùng nhỉ. Quản lý phương tiện nhé. Đây là một cách để các bạn quản lý phương tiện. Tức là sao? Tức là bạn có cái xe máy, các bạn nét nó vào trong một cái nếu như các bạn làm công ty về dịch vụ ở vận tải, ví dụ công ty taxi chẳng hạn, các bạn có nhiều xe taxi, thì trường hợp nếu như tài xế nghỉ, tài xế ốm thì các bạn có thể giao cái xe của tài xế A cho một người khác để điều khiển, tức là xe vẫn hoạt động được, các bạn dùng nhỉ. Còn nếu như trường hợp cái xe bị hỏng thì các bạn sẽ phải sử dụng xe khác, được chưa? Ok, thì đó là cái cách mà những bạn mới cần chú ý giúp mình, là phân biệt rõ hai cái này, via và tài khoản quảng cáo, được chưa? Để hiểu rõ và để làm quảng cáo nó được tốt hơn và được dễ hơn. À, rất nhiều bạn mới đang gặp khó khăn ở cái phần này, tức là đai tài khoản quảng cáo hay là đai con via, các bạn không phân biệt được, và các bạn thường là các bạn bỏ đi, các bạn mua con via khác, các bạn mua con via khác thì nó rất là lãng phí, mọi người rất là lãng phí. Ok, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye.